nhá. Thì hôm nay tôi sẽ review cùng các bạn nguyên lý hoạt động của áp tung mắt chống giật và làm sao để chúng ta không bị điện giật. Thì như chúng ta đã biết, nếu chúng ta vô tình chạm vào điện trong mạng lưới sinh hoạt của chúng ta thì chúng ta sẽ bị điện giật, và nếu mà nặng sẽ gây thiệt hại về người. Do vậy, để bảo vệ tính mạng của chúng ta thì trong gia đình chúng ta nên lắp một cái áp chống giật này vào. Khi vô tình chạm vào điện thì áp chống giật này sẽ nảy ngắt điện trong sinh hoạt ra khỏi mạng lưới điện ở bên ngoài, bảo vệ chúng ta không bị điện giật. Thì chúng ta nên mua loại áp hai cực này. Đây là hai đầu ra và trên này là hai đầu vào. Và bây giờ nguyên lý hoạt động của áp tông mát này như thế nào thì tôi cũng sẽ review cùng các bạn đây. Thì áp chống giật sẽ có hai đầu vào và hai đầu ra. Thì đây chúng ta là có, đây là nguồn điện cấp vào này. Đây là dây N, đây là E N và đây là N. Đây là nguồn điện đầu vào. Thì vào hai cực đầu vào của áp đây. Đây là hai vào này. Sau khi vào thì nó sẽ được chạy qua hai cái tiếp điểm đóng mở. Và hai tiếp điểm này sẽ được điều khiển bằng một cái dơ ne. Dòng điện đầu vào sau khi qua khóa tiếp điểm thì sẽ được chạy qua một vòng xuyến, một lõi sắt từ. Lõi sắt từ có dạng vòng xuyến. Và đây, lõi sắt từ nó có dạng như thế này. Đây là một cuộn dây đầu vào. Đây là một trong hai cuộn dây đầu vào. Hai đầu vào đây, hai đầu ra đây, thì hai đầu ra đây. Sau khi qua lõi sắt từ. Sau khi qua lõi sắt từ này thì điện sẽ được cấp tới sinh hoạt. Đây là điện sinh hoạt. Đây là tới điện sinh hoạt. Đây là hai cực đầu ra. Vị trí này là hai cực đầu ra, chính là hai cực đầu ra này. Thì để làm sao điều khiển được cái dơ ne này ngắt khi chúng ta bị điện giật, thì ở đầu ra này người ta sẽ trích một phần điện ra để người ta chỉnh lưu. Người ta sẽ chỉnh lưu bằng cầu diode. Và cho chúng ta một dòng điện âm và một dòng điện dương. Đây là dòng dương và đây là dòng âm. Mục đích chỉnh lưu của dòng của cái điện một chiều này nhận là như thế nào? Người ta chỉnh lưu và hạ áp điện xuống 5V hoặc 12V. Mục đích để điều khiển dơ ne này. Thì dơ ne này, một của cuộn dây sẽ được đấu trực tiếp với dòng điện dương.
Đấy, một cực dây sẽ được đấu trực tiếp với dòng điện dương này. Và đầu dây còn lại sẽ được đấu qua một bóng transistor cực nhẹ. Các bạn chú ý là bóng này rất chi là nhẹ, là chỉ có một xung điện cái là bóng này sẽ dẫn. Và đây là cực C. Cực C thì được đấu với một đầu của cuộn dây, đầu kia của cuộn dây được đấu với cực dương của cầu diode. Và đầu E thì sẽ được nối với cực âm của cầu diode. Và để điều khiển cái cuộn cái bóng này đóng ngắt thì chúng ta sẽ có một cuộn dây là chạy qua cái vòng xuyến này. Đây, chúng ta có một cuộn dây này chạy xuyên qua cái vòng xuyến này. Và cuộn dây này một đầu cũng đấu với cực âm. Một đầu đấu với cực âm. Và đầu còn lại sẽ được đấu với cực B. Đây là cực B, đây là cực C, đây là cực E. Cực B của bóng. Giả sử cái vòng xuyến như thế này thì đây là hai đầu vào và bên này hai đầu ra, thì người ta sẽ luồn một cái dây này qua qua đây, và một cực này, một đầu dây này sẽ được đấu với cực âm và một đầu dây này sẽ đấu với cực B của bóng này. Đấy, đây là gói gọn. Cái này người ta sẽ gói gọn lại một cái hộp. Đấy, người ta sẽ gói gọn lại một cái hộp trong này. Đấy, gọi là một cái automat chống giật. Bây giờ nguyên lý của họ nó như thế nào? Thì nguyên lý thì chúng ta biết rồi. Đây là hai nguồn điện đầu vào này. Chúng ta đã biết là điện vào và điện ra thì nó sẽ bằng nhau. Vì sao? À, chúng ta giả sử đây nguồn điện đi vào này. Đi vào qua thiết bị. Qua thiết bị này thì nó sẽ lại vòng ra. Vậy nguồn vào và nguồn ra thì phải bằng nhau. Khi mất một trong hai nguồn này, đây có nghĩa là đây là nguồn vào này, và đây là đường đi ra này. Khi mất điện một trong hai dây này là chúng ta bị điện giật. Chúng ta bị điện giật, giả sử chúng ta chạm vào đây, thì dòng ở đây sẽ chuyển xuống mát. Thì dòng điện về không có, khi đó cái dòng điện này sẽ biến thiên qua cái nõi thép từ này. Đây, chúng ta tưởng tượng thực tế. Giả sử dòng điện vào đây và dòng điện ra đây, hai cuộn dây này sẽ luôn luôn bằng nhau, nó sẽ triệt tiêu là sẽ bằng không. Nhưng vì một lý do nào đó, dòng điện đi vào có và dòng điện về bên này không có, thì dòng điện vào này nó sẽ biến thiên qua cái nõi sắt thử là từ này một từ trường, và làm xuất hiện một dòng điện rất nhỏ ở trong cái sợi dây này. Đấy, thì là chính là cái sợi dây này. Khi dòng điện trong sợi dây này có, nó sẽ điều khiển chân B của bóng transistor này và làm cho bóng này dẫn thì sẽ có dòng điện chạy qua cuộn dây này và kéo hai cái tiếp điểm này mở và ngắt điện toàn bộ điện sinh hoạt của chúng ta. Vì vậy khi vô tình chúng ta chạm vào đây hay ở đây bị dò điện thì automat này sẽ nhảy và mở hai tiếp điểm này, ngắt toàn bộ điện sinh hoạt của chúng ta ra khỏi mạng lưới điện bên ngoài.
Vậy làm thế nào để chúng ta không bị điện giật? Thì theo nguyên lý của nhà sản xuất, tất cả thiết bị điện chúng ta sử dụng trong gia đình là phải có 3 dây như thế này. Là có dây nâu, dây xanh và một dây xanh sọc vàng hoặc là sọc gì đó. Người ta sẽ ký hiệu là dây mát, thường là xanh sọc vàng. Dây này là dây mát. Thì như thế nào? Hai dây này chính là hai dây nguồn nuôi của máy và đấu vào nguồn vào của điện. Và dây này thường là đấu ra vỏ máy. Đấu ra vỏ máy sau xong là vào nguồn điện của chúng ta phải có một dây tiếp điện, có nghĩa là dây tiếp đất. Khi động cơ có vấn đề, chạm điện ra vỏ máy, đặc biệt là những máy có vỏ bằng thép, bằng sắt, bằng đồng, khi đó sẽ có một dòng điện dò, nó chảy qua dây mát này, chạy xuống đất, sẽ làm xuất hiện một cái dòng điện biến thân, dòng điện biến thiện qua hệ thống bảo vệ điện tử trong dây nê và sẽ làm cho dây nê mở. Vì vậy, nếu chúng ta thiết kế điện sinh hoạt trong gia đình đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật thì chúng ta sẽ không bao giờ bị điện giật. Ngược lại, ở thị trường Việt Nam thì chúng ta thường có thiết bị là hai dây như thế này, không có dây tiếp điện, cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng khi bị dò điện, chúng ta vô tình chạm vào máy, aptomat này vẫn nhảy. Nhưng vì sao? Đổi lại thì chúng ta cũng cảm nhận được một cái sự điện giật, nó hơi tê tay một chút. Khi đó aptomat này cũng nhảy. Nhưng nếu mà sử dụng như vậy thì mỗi lần chúng ta bị điện giật thì chúng ta đã bị thất thoát và thiệt hại một số hồng cầu ở trong máu và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta về sau này. Vì vậy, để đảm bảo sử dụng điện an toàn thì chúng ta nên chạy thêm một dây tiếp điện giống như tiêu chuẩn kỹ thuật của thế giới, là luôn luôn có 3 dây, có một dây xanh này, xanh sọc vàng này, là dây bảo vệ chúng ta khỏi điện giật, gọi là dây tiếp điện, dây mát tùy từng nơi. Video của tôi xin chạm dừng tại đây. Chào các bạn và chúc các bạn làm việc an toàn, đặc biệt là đối với mạng lưới điện, đảm bảo sẽ không bao giờ bị điện giật. Xin chào các bạn.